Chào tất cả mọi người, mình là Điềm đến từ công ty Farmit. Thì hôm nay Điềm đã giới thiệu mọi người về cái nền bánh đà bên Farmit đã sản xuất lâu rồi. Thì bây giờ Điềm đang vô cái một cái ao của khách hàng để kiểm tra cái tình trạng là cái dòng tua có đạt đủ hay không, và cái công suất ampe có đạt được nhu cầu để tiết kiệm điện năng 40% như là mình đã giới thiệu hay không. Thì mọi người cùng xem thử là cái máy đo vòng tua và cái máy đo ampe này để xem chính xác hay không nhé. Rồi cùng mình vô xem nha. Dây cu ro này hơi dùng nè, kiểm tra cái dây cu ro này thì nó sẽ hơi bị dùng rồi đó, thì mình sẽ báo lại chỗ anh chủ sẽ cân chỉnh cái dây cu ro này lại. Rồi đầu tiên Điềm sẽ kiểm tra cái đồng hồ đo ampe này, xem thử coi cái motor này nó đạt được cái hiệu quả là bao nhiêu ampe ha. Mình xin giới thiệu đó là cái motor này đang sử dụng, motor là sử dụng motor 3.7 3 pha và có dòng tua là 1450. Thì cái công suất của 3.7 này nó đang cho ra cái công suất là 7 ampe là tối đa của motor này, và hiện tại là 5.6. rồi tiếp theo là Điềm sẽ kiểm tra cái dòng tua, cái máy đo dòng tua để xem thử là cái này có đạt đúng cái dòng tua của cái máy này đưa ra hay không. Thì mọi người cùng xem thử cái dòng tua đây là 1750 là đạt đủ yêu cầu ha. Cái pulley của cái thằng motor này đó là pulley 1 tấc, và cái pulley của motor đó là pulley 1 tấc 2. Thì với cái dòng tua đó là 1450, mình đưa qua cái bánh đà, mình đưa qua đây thì nó đúng cái dòng tua là 1780, đạt đúng công suất của motor máy. Sau khi mọi người đã thấy cái so sánh giữa chạy không có bánh đà và chạy có bánh đà, mọi người thấy rõ ràng là cái mức độ tiết kiệm nó đạt tới 40-50% cái mức độ lượng tiêu thụ của điện dành cho cái ao nuôi, cho hộ dân nuôi. Thì ngại ngùng gì mà mình không có đầu tư một cái máy sử dụng để tiết kiệm như vậy. Rồi hãy liên hệ ngay số hotline của Farmit ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.